Tập 4. Bây giờ ông chủ còn chưa đưa tiền mà ông chủ còn chưa đưa tiền ông chủ. Tiên sinh, ruộng của tôi. Dừng xe. Dân, ai cho cậu động thủ với Nhậm Hoàng Nghị? Thiếu tá, Nhậm Hoàng Nghị là kẻ địch của đế quốc, cũng là trở ngại lớn. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ ở Bắc Bình, thuộc hạ cho rằng người này nhất định phải xử lý sớm. Tôi đã chính thức thách đấu với Nhậm Hoàng Nghị. Cho dù trong trận chiến, chúng tôi không thể quyết một trận tử chiến, tôi đã quyết định luận một trận thắng thua với cậu ta ở Bắc Bình. Xin lỗi thiếu tá. Ngài dự định đọ sức với Nhậm Hoàng Nghị thế nào? Từ khách sạn Cát Tường, giết chết Tưởng Thành, cướp thiếp Trung Thu, đến khi cậu động thủ với cảnh sát, hai chuyện này Nhậm Hoàng Nghị đã nghi ngờ có liên quan tới tôi. Còn nữa, cậu ấy hẹn gặp tôi là muốn biết mục đích thật sự mà tôi tới Bắc Bình. Thuộc hạ cho rằng người này bắt buộc phải xử lý sớm, nếu không ắt có hậu quả về sau. Cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Thuộc hạ không dám. Tôi bảo cậu điều tra Triệu Quang Hy có kết quả gì chưa? Chưa có kết quả. Vậy mau điều tra cho tôi. Dân. Tôi thật sự không ngờ Honda sẽ chơi xấu cậu. Tôi biết anh ta luôn muốn tranh đấu với tôi, nhưng đấu tranh vẫn chưa bắt đầu. Tại sao mưu đồ hại tôi? Vậy người bắn lén cậu là ai? Bây giờ biết Honda gian xảo rồi chứ. Muốn bắt anh ta thật sự không dễ. Dễ thì quá nhạt nhẽo rồi. Anh điều tra giúp tôi. Được, tôi bảo người tản rộng ra. Cậu đừng thua anh ta. Mất mặt yên tâm. Anh ta là bại tướng dưới tay tôi. Uống đi. Sở trưởng Dương, hôm trước ở khách sạn Lục Quốc anh khoe khoang thật đấy. Có chức trách trưởng phòng Triệu có gì cứ nói, không cần dòng do. Vậy tôi xin nói thẳng, bố tôi hai hôm nữa có thể sẽ tới Bắc Bình. Không có sở thích gì khác, thích tranh chữ. Cho nên thiếp Trung Thu của anh cho tôi mượn một chút, để bố tôi thưởng thức. Tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng hiện giờ thiếp Trung Thu vẫn là vật chứng. Vụ án chưa kết thúc, lúc này không thể để bên ngoài cầm. 3 ngày thôi mà, đọc xong sẽ trả anh. Tôi không có cách nào giúp được anh. Nói thật với anh, nếu không phải cục trưởng các anh lần này về thăm người thân, không ở Bắc Bình, chuyện hiếu kính cha tôi thật sự không tới lượt anh. Các anh làm ngành này nhất định không được quá bảo thủ. Anh nghĩ xem, anh hầu hạ bố tôi tốt, bố tôi ở trước mặt cục trưởng khen anh mấy câu, anh còn làm sở trưởng gì chứ? Tùy thích làm phó cục trưởng chơi, chẳng phải là chuyện rất dễ dàng hay sao? Thật sao?
thông suốt rồi đúng không? Được, vậy sau này nương nhờ vào chủ tịch Triệu rồi. Được, chúng ta đợi 3 ngày. Sau 3 ngày Triệu Lập Phu vẫn chưa quay lại, nhất định là thiếp thật. Mẹ, nước cờ này của mẹ thật cao tay, nằm trong sự nắm bắt của mẹ. Miệng con trát mật rồi. Không phải, con là thật tâm thành ý. Nói đi, lại muốn làm suy tính gì? Con thấy rằng nước cờ này của mẹ thật sự rất cao tay. Hiện tại Trương Học Lương, Tống Tử Văn đều đang đợi xem thiếp. Cố cung cũng muốn thu hồi thiếp trung thu. Con muốn giữ tính gì? Muốn lấy lòng bố vợ tương lai của con, đúng không? Vâng. Con nói thật, con làm gì cũng không giấu được mẹ. Thế này đi, thiếp thật vừa tới tay, con sẽ mô phỏng một thiếp. Con sẽ tặng thiếp này cho thầy. Cho dù ông ấy có thể nhìn ra đó là giả, nhưng tấm lòng của con là thật. Ông ấy phải nhận tình cảm này của con, đúng không? Mẹ bồn chồn thật. Nhậm Di Hòa thanh cao như vậy, lại nuôi ra một người con gái mê tiền. Nhìn thấy tiền là sáng mắt. Mẹ, mẹ đừng nói Chính Thu như vậy. Chính Thu không phải người như vậy. Mẹ không hiểu cô ấy. Cô ấy là người có quyền trong nhà, có thể chăm sóc gia đình, nhưng Hoàng Nghị lại là bậc anh hùng, bản lĩnh tốt. Mẹ khen cậu ta chi bằng khen con đi. Nhưng mẹ thích nhất vẫn là Chu Nhược Tư. Nhược Tư thật sự rất đáng yêu. Cũng không biết tại sao mẹ vừa nhìn thấy cô ấy là nghĩ tới em con. Nếu như em con còn sống, chắc cũng lớn như Nhược Tư. Chủ tịch Triệu, bức này là thiếp trung thu mà chúng tôi tịch thu ở khách sạn Lục Quốc, vẫn nhờ cậu tự mình tới tặng lần này. Việc nên làm. Thanh niên, cố gắng làm. Rất có tiền đồ. Cảm ơn chủ tịch. Chỉ có điều, vụ án chưa kết thúc. Theo quy tắc, bức thiếp này vẫn chưa nên mang ra. Tôi biết. 3 ngày. Sau 3 ngày giật về chủ cũ. Vâng. Thiếu tá, Triệu Lập Phu về Bắc Bình lần này đương nhiên là vì thiếp trung thu, nhưng Dương Lập Văn lại lấy việc công làm việc tư, muốn dùng thiếp trung thu lấy lòng Triệu Lập Phu, quan chức Đảng Quốc Dân. Người này so đo người kia tham lam. Triệu phủ trước giờ phòng bị nghiêm ngặt, người bình thường rất khó vào, nhưng thiếp trung thu đã vào Triệu phủ, người ngoài muốn lấy được e rằng không dễ. Trị quốc của họ không được, trị nhà thì được, làm tới mức vững như thành đồng. Lập tức phái người theo dõi Triệu Quang Hy và Dương Lập Văn. Dân. Nghe đi. Chắc chắn là Nhậm Hoàng Nghị. Không nghe. Mau nghe đi. Alo. Nhược Tư. Tối nay cô rảnh không? Tối nay không rảnh. Vậy ngày mai thì sao? Có một bộ phim rất hay, bây giờ rất khó lấy vé. Tối mai cũng không rảnh, ngày kia cũng không có. Anh đừng gọi điện cho tôi nữa. Tạm biệt. Tôi từ chối trực tiếp như vậy. Lại là Triệu Quang Hy sao? Nhậm Hoàng Nghị. Sao vậy? Cô nói không xem thì không xem. Mình thấy tiệm này ăn rất ngon.
Cậu nói xem sao người này âm hồn không tan vậy? Mình thấy chi bằng cậu có đồng ý với Nhậm Hoàng Nghị tặng cậu. Hôm nay mình hẹn người khác rồi. Hẹn người khác sao? Hẹn ai vậy? Ai dám hẹn cậu? Ai? Ai đấy? Triệu công tử, trùng hợp quá. Cậu nghiêm túc chứ? Mình đã hẹn với Nhậm Hoàng Nghị rồi. Đinh Dương, hay là chúng ta đi cùng? Không cần, mình có việc, đi trước đây. Đi thôi. Nhược Tư, tôi vừa đặt xong vé xem phim, cũng đặt nhà hàng rồi. Lát nữa chúng ta đi xem phim trước, sau đó đi ăn cơm. Nhậm Hoàng Nghị, có phải là chuyện gì chỉ cần anh nói là xong sao? Đây cũng coi như là khuyết điểm nhỉ? Đây là tự cao. Tôi là quân nhân mà. Đặc điểm của quân nhân chính là không nói hai lời, chủ nghĩa nam tử. Xem phim gì? Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa? Đặt nhà hàng nào? Anh đã nói với tôi chưa? Hơn nữa, vừa nãy trong điện thoại tôi nói là không rảnh, anh vẫn cố tình sắp xếp. Tôi sắp xếp như vậy là muốn làm cô ngạc nhiên. Hay vậy đi, mặc dù tôi đã đặt vé xem phim, nhưng xem phim gì thì cô quyết định. Mặc dù tôi đặt nhà hàng, nhưng ăn món gì thì cô gọi. Phản ứng nhanh thật. Tôi vốn dĩ là nghĩ như vậy mà. Vẫn là anh em tốt, hôm nay phản ứng nhanh. Nếu không thì ra trận không có lợi rồi. Nhược Tư, người ta cũng nói rồi. Nói cậu không suy nghĩ tới cảm nhận của cô ấy. Lần này cậu không tôn trọng người ta. Con gái bây giờ sao mà khó chịu như vậy? Mọi người nghe cậu răm rắp, cậu có coi trọng không? Không khác gì. Tôi nói cậu biết, anh em nhất định trong vòng một tháng sẽ theo đuổi được cô ấy. Cậu đừng chém gió. Muốn theo đuổi phải có cách. Cậu có cách chưa? Phụ nữ tốt sợ sẽ quấn chặt. Đạo lý này cậu hiểu không? Tôi quấn chặt đấy, quấn chặt chị cậu bao năm rồi. Có ích gì chứ, bởi vì cậu không thông suốt. Tôi hỏi cậu, chị tôi thích nhất cái gì cậu biết không? Tiền. Ngoài tiền ra, mấy giờ chị ấy dậy? Sau khi dậy làm gì? Có ăn bánh bao không? Tới tiệm nào ăn bánh bao? Mấy giờ ra ngoài? Mấy giờ đi làm? Chị ấy đi bộ, hay ngồi xe kéo, hay là ngồi xe điện? Chị ấy tới tiệm làm gì? Nói chuyện làm ăn với khách hàng như thế nào? Khi không có khách thì làm gì? Buổi trưa ăn gì? Đi tới tiệm nào ăn? Ăn món gì? Buổi tối mấy giờ quay về? Mấy giờ đi ngủ? Sau khi lên giường đọc sách gì biết không? Mấy cái này của Nhược Tư cậu đều biết hết sao? Đương nhiên rồi. Nếu tôi không biết điều này, sao tôi dám nói trong vòng một tháng theo đuổi được cô ấy? Chị cậu thích ăn gì? Chân giò tương. Không có củ cải trắng à? Nào, mời ngồi lên. Nào, ngồi đi. Uống trà nhé. Nào, đây là tỉnh Long Tây Hồ hôm qua vừa được tặng. Ăn chưa? Chưa ăn. Chưa ăn sao? Ăn chút điểm tâm. Hoa tử, mang lên hai đĩa điểm tâm. Hoa tử, không cần. Chẳng phải chưa ăn cơm sao? Chị à, chúng ta đừng như vậy. Tôi hơi sợ. Có chuyện gì chị nói? Là thế này, chị muốn nhờ cậu giúp chút chuyện. Giúp đỡ không thích nghe. Chuyện của chị là chuyện của tôi. Có chuyện gì thì chị cứ nói. Được. Chị muốn liên lạc với người của hội Đan Thanh. Chị tìm hội Đan Thanh làm gì? Làm kinh doanh. Cậu chưa nghe nói sao? Hội Đan Thanh này nắm quyền trong giới văn vật. Trong ngành chơi đồ cổ có 10 vật hàng đầu thì có 7-8 vật liên quan tới hội Đan Thanh. Cái thiếp trung thu của cậu cũng chẳng phải tìm được từ chỗ hội Đan Thanh đó sao? Vâng. Cho nên tôi đã suy đi tính lại. Tôi phải liên hệ được với hội Đan Thanh. Sau này còn lo lắng nguồn hàng. Tôi đang nghĩ Lưu Hưng chẳng phải chạy rồi sao? Manh mối của hội Đan Thanh hoàn toàn đứt rồi. Hội Đan Thanh rất quan trọng với chị. Tôi nghĩ cách giúp chị tìm được manh mối. Yên tâm đi. Được. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ai đấy? Nói đi, anh cần bao nhiêu tiền mới chịu rời xa Nhược Tư? Ý gì? Sao? Ngân phiếu anh cầm rồi, chỉ là một chút thành ý nhỏ. Sau này lúc nào anh cần tiền có thể nói với tôi. Sao? Có tiền cái gì cũng có thể mua được. Anh muốn tìm người phụ nữ như thế nào đều được, nhưng chỉ có một điều: rời xa Nhược Tư cho tôi. Triệu Quang Hy, tôi chợt nghĩ, cậu nói rút tiền trong ngân phiếu này từ ngân hàng ra, sau đó thì sao? Tôi mua cho Nhược Tư vài bộ đồ đẹp, sau đó đi quán rượu, nhà hàng, ăn món ngon, sau đó dẫn cô ấy đi nghe kịch. Cậu nói Nhược Tư có phải rất vui không? Nhậm Hoàng nghĩ, anh có thể nghe ngóng trước một chút. Triệu Quang Hy tôi muốn giết chết một người cũng giống như dẫm một con sâu, cho nên anh đừng... Các người làm gì thế? Cậu dám bắt nạt đại ca tôi, ông đây giết chết cậu trước. Anh nghe ngóng trước xem tôi là ai được không? Cho dù cậu là ai, tôi cắt lưỡi cậu trước rồi nói. Diêu Cương, bỏ cậu ta ra. Triệu Quang Hy, tôi nói cậu biết, trong thế giới này có những thứ dùng tiền không mua được. Vào đây chơi một lát nè. Đừng đi chứ. Diêu Cương, tôi nhớ anh rồi. Cậu tình khốn này, còn nhớ tôi. Triệu Quang Hy, tôi nói cậu biết, ở trên đời này có những thứ dùng tiền không mua được. Nhậm Hoàng Nghị, anh đợi đấy cho tôi. Chẳng phải trưởng phòng Triệu sao? Nhậm Hoàng Nghị, anh đợi đó cho tôi. Tiểu Kim, trưởng phòng Triệu, chuyện gì thế? Tức giận như vậy. Không sao. Nhìn thấy Tiểu Kim như được tắm gió xuân. Trưởng phòng Triệu, cảm ơn anh đã ở khách sạn Lục Quốc dẫn tôi tới phòng VIP. Tôi đã cướp được một tin độc quyền, thành ý nhỏ. Đừng khách sáo với tôi. Cạn nào. Tôi nói cô biết, tôi vẫn xem cô như em gái. Từ nay về sau, cô Kim Hoa Ngọc chính là em gái Kim của tôi. Em gái Hoa, em gái Ngọc, có chuyện gì cứ nói với anh Triệu, anh chắc chắn giúp em. Anh Triệu, nghe nói chủ tịch Triệu lệnh tôn gần đây đã tới Bắc Bình. Anh có tin tức độc quyền gì, tiết lộ chút cho em gái đi. Có tin tức độc quyền gì chứ? Bố anh gì thiếp Trung Thu? Thiếp Trung Thu? Là cái bức xuất hiện ở khách sạn Lục Quốc sao? Em xem, làm phóng viên sao? Đúng là khác biệt, có phải không? Anh Triệu, có điều em nghe nói, cảnh sát đã tịch thu thiếp Trung Thu này rồi. Cảnh sát? Anh ta dám không? Một câu nói của bố anh, sở trưởng nhỏ bé anh ta phải ngoan ngoãn mang tới nhà cho anh. Nào anh Triệu, em kính anh. Lương chủ biên, đây đều là những báo cáo độc nhất. Chủ tịch Triệu của cơ quan chính trị trung ương, báo cáo này của cô có căn cứ không? Là Triệu Quang Hy, con trai của Triệu Lập Phu chính miệng nói với tôi. Nói láo. Chủ tịch Triệu là người mà tòa soạn nhỏ bé của chúng ta có thể đắc tội không? Chủ biên Lương, tiết lộ mặt tối của xã hội là thiên chức của người làm báo. Nếu như đối với hành vi xâm phạm quốc bảo như vậy, chúng ta bàng quan giả câm giả điếc, vậy chúng ta làm báo còn có ý nghĩa gì? Tiểu Kim, tôi phải nghĩ tới bát cơm của tôi trước. Bát cơm của chúng ta nếu bị đập mất, bụng cô đói, còn đi yêu nước được không? Ông không thể nói như vậy, chủ biên Lương. Được rồi, chuyện này đến đây kết thúc. Cô đi đi, chủ biên tôi. Cô đi làm việc của cô đi. Alo, Triệu công tử sao? Chủ biên Lương, sao vậy? Tiểu Kim viết một bài báo liên quan tới chủ tịch Triệu tới Bắc Bình đòi thiếp Trung Thu. Ông nói gì? Alo, Tiểu Kim, cô làm gì thế?
Tôi coi cô như người trong nhà, cô lại bán đứng tôi. Trưởng phòng Triệu, tôi là một phóng viên. Hơn nữa, báo cáo thật sự là công việc của tôi. Những chuyện này sớm muộn cũng lộ ra. Tôi không báo cáo, người khác cũng làm. Cái gì mà sớm muộn cũng lộ, tôi không nói với cô biết không? Cô nghe đây, việc này nếu cô còn dám nhắc tới, tôi sẽ khiến cô ăn không yên, sống không nổi. Tôi biết rồi. Alo, anh Quang Hy, thiếp Trung Thu của bố anh, đọc xong chưa? Lập Văn, anh cứ thúc riết vậy, tôi nói với anh rồi, nhất định sẽ nguyên vẹn về chỗ cũ, quản mấy ngày. Bố, sao rồi? Bố nghiên cứu cả ngày rồi, nghiên cứu ra cái gì chưa? Ý kiến của bố và ý kiến của chuyên gia cố cung là giống nhau. Ý bố là đây là thiếp thật, chắc chắn không nghi ngờ gì. Vậy bức ở nhà chúng ta là giả, càng nhìn càng thấy giả. Vậy ban đầu bố chẳng phải nói như vậy sao? Thứ này chỉ sợ so sánh. Trên mặt của thiếp thật, hàng giả sẽ nguyên hình hiện tất lên. Vậy như vậy, bố đưa hàng giả cho con để làm gì? Dương Lập Văn đang cần gấp. Bố xem tiếp đã. Bố, phóng viên tòa soạn không biết vì sao biết được tin này, vạch trần ra hết, khó khăn lắm mới bị con ép. Có chuyện này, cho nên nói, bố mau đưa bức giả cho con đưa Lập Văn, tránh xảy ra loạn lạc. Lão gia, nên uống sữa rồi. Đi đi. Con và con gái của Chu Tuần Đạt thế nào rồi? Vẫn vậy. Chu Nhược Tư có hơi cứng đầu. Vậy không quen được sao? Sau này gả tới nhà họ Triệu chúng ta, cứ làm loạn là không được. Cô ấy dám. Nàng dâu của Triệu gia chúng ta phải dịu dàng giống như mẹ ba của con mới được. Bố yên tâm. Bây giờ con quen trước, đợi sau khi cưới về, con dần dần dạy bảo là xong. Bố nghe nói Chu Tuần Đạt đối với hôn sự lần này rất để tâm. Vậy mới phải. Ông ấy là một quỷ viên diện dụ cố cung nhỏ bé, có thể trèo cao lên bố phó chủ tịch cơ quan chính trị trung ương, chẳng phải là vui tới điên người sao? Đúng rồi bố, nếu bố tự xin cưới cho con, Chu Nhược Tư gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Muốn bảo bố mất tôn nghiêm tới Chu gia xin cưới, vậy con nắm chắc sao? Theo đuổi con gái đều tốn sức như vậy, chẳng giống con trai tôi chút nào. Xem bố nói kìa. Nếu con ở chức vụ của bố, vậy chẳng phải con muốn cưới ai thì cưới sao? Lão gia, mau uống sữa đi. Con xem. Alo. Alo, Nhược Tư, là mình. Triệu Quang Hy, cậu đừng có rảnh là gọi cho mình được không? Thật sự rất phiền. Gọi điện cho cậu đương nhiên là có việc rồi. Cậu có muốn xem thiếp Trung Thu trong bộ sưu tập của nhà mình không? Đinh Dương, chào cô. Nhược Tư có đó không? Nhược Tư bị Triệu Quang Hy hẹn ra ngoài xem thiếp rồi. Họ đi đâu rồi? Hình như là tới quán cà phê. Có muốn xem thiếp không? Nếu muốn xem thì cậu nói nhớ mình đi. Mình lập tức biến ra cho cậu. Mình quen cậu nhiều năm như vậy, cậu thật sự không có chút tiến bộ nào, vẫn vô vị như vậy. Nhược Tư, nếu mình không cho cậu xem thiếp, có phải cậu sẽ không quan tâm tới mình không? Mau lên đi, mang thiếp ra.
cậu biết mình gì muốn cho cậu xem mà phải tốn bao nhiêu sức lực hay không? Vậy có cho mình xem không? Đưa chứ, đừng sốt ruột. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu muốn gì mình đều có thể cho cậu. Cậu muốn sao trên trời, tuyệt đối sẽ không hái trăng cho cậu. Nếu cậu cứ dây dưa những thứ vô dụng này thì mình đi đây. Xiết đây, tới xem đi. Nói nhớ mình. Đưa đây. Qua đây, trả tôi, trả lại cho tôi. Thiếp Trung Thu bị họ cướp rồi. Mau lên xe, cô trông chừng ở đây. Hoàng Nghĩ, Hoàng Nghị, xảy ra chuyện gì? Sư huynh, thiếp Trung Thu bị người ta cướp rồi, cướp đi rồi. Triệu Quang Hy cho em xem thiếp Trung Thu, nhưng chưa kịp xem thì bị người ta cướp rồi. Thiếp mất hay không không quan trọng, quan trọng là an toàn của cô. Triệu Quang Hy, tôi cho cậu mượn thiếp, cậu chưa trả tôi, mang tới làm gì? Tôi chỉ muốn cho Nhược Tư xem. Nhược Tư muốn xem, cậu trả tôi có thể cho cô ấy xem. Phí lời, tôi cho danh cho cô ấy xem có thể giống nhau sao? Bây giờ thiếp mất rồi, bị cướp rồi, tôi làm sao báo cáo đây? Không cần biết anh làm sao báo cáo, anh không thấy tôi cũng bị đánh sao? Hai thằng nhãi này lai lịch thế nào? Anh lập tức điều tra cho tôi, người nào? Họ là người Nhật. Cảm ơn anh lại cứu tôi một lần. Chỉ là ba chữ cảm ơn anh đã đuổi tôi đi rồi. Sao? Đang nghĩ chuyện thiếp Trung Thu sao? Nếu không phải do tôi muốn xem, thiếp Trung Thu sẽ không rơi vào tay người Nhật. Sao có thể trách cô được? Tôi hỏi cô, vừa nãy cô làm sao tới quán cà phê? Quán cà phê cách cố cung rất gần, tôi đi bộ qua đó. Như vậy đúng rồi, vừa nãy lúc tôi tới quán cà phê, nhìn thấy người Nhật có người tiếp ứng. Hơn nữa, họ theo dõi xe của Triệu Quang Hy, cho nên không liên quan tới cô. Cô không cần tự trách. Vậy người Nhật làm sao biết thiếp Trung Thu ở nhà họ Triệu? Sự thâm nhập của người Nhật đối với Trung Quốc vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Làm gì có lý đó? Thiếp Trung Thu mất 15 năm rồi, khó khăn lắm mới rơi vào tay chúng ta, lại bị người Nhật cướp mất. Thật sự không thể chịu nổi. Các người nói xem, sau này tôi làm sao gặp liệt tổ liệt tông? Mẹ, sự việc đã tới nước này, mẹ có dự tính gì? Tổng quản Du, trưởng môn, phái tất cả anh em ở Bắc Bình, trước khi người Nhật đem thiếp Trung Thu ra khỏi Bắc Bình, phải lấy về được. Dân, mẹ, con nghe Hoàng Nghị nói trong tay cậu ấy có bản danh sách, trong đó có tên những đặc vụ của Nhật ở Bắc Bình. Con có thể liên thủ với khu cảnh sát khác theo dõi họ. Được, con tìm Hoàng Nghị giúp đỡ đi. Cậu ấy bắt buộc phải giúp đỡ con. Hoàng Nghị, vậy anh có thể lấy lại được thiếp Trung Thu không? Cô nghĩ tôi có thể không? Có chứ. Có lòng tin vậy sao? Đương nhiên rồi, tôi tin tưởng anh. Thiếu gia, đây chẳng phải xe của Hoàng Nghị sao? Lái xe. Thiếu gia, nỗi thù cướp vợ không đội trời chung, cậu lái xe cho tôi. Nhược Tư, tôi hỏi cô, thiếp Trung Thu đối với cô mà nói quan trọng vậy sao? Thiếp Trung Thu là quốc bảo, lại bị mất trong tay tôi. Nếu như thiếp đó là giả, chưa lấy về giám định, làm sao có thể biết được thật giả? Nếu như là thật, bây giờ trong tay người Nhật, tôi sẽ tự trách cả đời. Có điều Bắc Bình rộng như vậy, tìm một người rất khó. Ai có thể nhớ hắn trông như thế nào? Tôi nhớ hắn trông như thế nào? Lát nữa về, tôi sẽ vẽ lại cho anh. Nếu như vậy, thật sự cảm ơn cô. Vậy cô chính là người có công thật sự. Vậy anh đợi nhé, lúc đó đưa anh. Được, tôi đi đây.
Lái xe chậm thôi. Thiếu tá, Nhậm Quận Nghị vì cứu Chu Nhược Tư đã giết người của chúng ta. Không ngờ cuộc đọa sức của tôi và Nhậm Quận Nghị lại bắt đầu từ thiếp Trung Thu. Dân, bây giờ chúng ta lấy được thiếp Trung Thu. Nói với Sa Kêu Ra, chú ý tới nhất cử nhất động của Nhậm Quận Nghị, bao gồm Chu Nhược Tư. Dân. Việc thiếp Trung Thu bị cướp nói lên người Nhật đã mua đồ đoạt quốc bảo của Trung Hoa chúng ta. Gần đây, quân Nhật không ngừng tạo ra tai họa ở Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan một khi thất thủ, cố cung nguy hại, quốc bảo nguy hại. Tôi dự định đích thân tới Nam Kinh, gặp viện trưởng Tống Tử Văn, đốc thúc viện hành chính, mau chóng phê chuẩn kế hoạch di dời văn vật về phía Nam. Đồng thời, chúng ta cũng không thể ngồi đợi, phải lập tức triển khai công tác chọn lọc, ghi số kiểm tra. Tôi phản đối. Kế hoạch di dời văn vật về phía Nam chưa chắc có thể được phê chuẩn. Chúng ta huy động nhân lực chọn văn vật như vậy, một khi tin tức truyền ra, há chẳng phải mang theo quốc bảo ra ngoài sao? Nếu như vậy, cố cung chính là nơi đạn lạc. Chu Quỷ Viên, di dời văn vật ra ngoài sao có thể nói là có thể dời? Ông đừng nói những lời nghe ghê sợ như vậy. Trong cố cung trên dưới không phải chỉ có một mình tôi phản đối. Các người không thể không quan tâm tới ý dân. Có một số đồng nghiệp lo lắng một khi văn vật dời tới phía Nam, việc trở về an toàn là một vấn đề. Điều này có thể hiểu, nhưng chúng ta không thể vì nhỏ mà mất lớn mà không lo tới đại cục. Đúng vậy, di dời văn vật về phía Nam là thế bắt buộc phải làm, không thể quản lại. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Chu Quỷ Viên, di dời văn vật về phía Nam lần này vẫn cần thiểu số phục tùng đa số. Các người một ý thực hiện chắc chắn dẫn tới sai lầm lớn. Bố không sao chứ? Con mang thuốc cho bố. Nào, chị đừng làm nữa, đừng động tay vào. Cậu xem, bình màu hồng ung chính ngự trị này, tôi lấy tiền của người ta rồi. Vẫn chưa nói với cậu, hôm qua tới nhà chúng tôi cũng bị đập, dọa bố tôi tới mức bệnh tim tái phát. Thầy hiện giờ sao rồi? Đang nằm ở nhà, uống thuốc rồi. Chị yên tâm đi, Chính Thu. Người này tôi nhất định sẽ điều tra ra, để chị hả giận. Đừng điều tra nữa. Em biết là ai. Buông ra. Thiếu gia. Nhậm Hoàng Nghị, tôi nghe nói bệnh tim của Lệnh Tôn tái phát. Sao rồi, đỡ chưa? Triệu Quang Hy, quả chưa tới người nhà. Đạo lý này hiểu không? Cậu đập kính nhà chúng tôi, việc cậu làm có phải con người không? Nhậm Hoàng Nghị, đập kính nhà anh, đập tiệm chị anh đều là chút lòng thành. Nhưng nếu anh còn dám cướp người phụ nữ của tôi sẽ thay đổi cách xử lý anh, hiểu chưa? Làm gì? Không phục sao? Muốn đánh người à? Đến đi.
lần sau còn xảy ra chuyện này, tôi sẽ không quên mang đạn. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Em muốn uống cà phê, cà phê sao? Quang Hy, em muốn hát, em muốn uống cà phê. Vậy thế này đi, chúng ta về nhà trước được không? Được, về nhà trước. Bà làm gì thế? Khốn nạn. Không, bà là ai? Có phải bà muốn chết không? Lưu manh thối. Có phải muốn chết không? Hạ Lưu, làm gì thế? Chính là cậu ta, giở trò lưu manh. Tôi giở trò lưu manh, chính là cậu, giở trò lưu manh đúng không? Đi với tôi, các người biết tôi là ai không? Thành ra tôi cũng nhận ra cậu. Bà nói lại lần nữa, giở trò lưu manh thối, các người biết tôi là ai không? Yên lặng, đi mau, bỏ ra, theo tôi về đồn. Đi thôi, mau bỏ tôi ra. Các người là ai? Các người biết tôi là ai không? Tôi là Triệu Quang Hy, cho dù cậu là ai. Ông này biết cậu là tội phạm hiếp dâm, hôm nay phải xử lý cậu thật tốt. Tôi không phải tội phạm hiếp dâm, nghe tôi nói. Sở trưởng, đánh được một lúc rồi, tên nhóc này không chịu được nữa đâu. Người có tiền ăn nhiều, khiêng lên đánh, đánh thêm lát nữa. Đừng đánh nữa, đánh thêm lát nữa. Sở trưởng, cũng kha khá rồi, thêm chút nữa, giết mạng người không tốt đâu. Được, nghe cậu, hai cậu đừng vào nữa, xem náo nhiệt. Không đánh nữa. Anh Quang Hy. Quang, sao vậy? Ai làm đấy? Không biết sao, tranh con. Anh Quang Hy, đánh tới mức này sao? Cứu tôi. Trời ơi. Nào, tôi không uống nổi nước rồi. Cậu nhẹ thôi. Dương Lập Văn, rốt cuộc là chuyện gì? Báo cáo cục trưởng, có một phụ nữ dù không Triệu công tử cưỡng hiếp bà ta. Cảnh sát không biết Triệu công tử bắt nhầm. Không ngờ Triệu công tử bị phạm nhân đánh. Là thuộc hạ làm gì không được. Nếu như Triệu công tử cần xoa bóp, tôi có thể thay Triệu. Không cần, hút đi. Dân cục trưởng. Sở trưởng của cậu làm gì vậy? Từ hôm nay, cách chức sở trưởng của cậu. Dân, sau này đừng làm nữa. Dân, ai bắt Triệu công tử lại? Trương Long, Triệu Hổ, người đâu? Cấm cửa rồi. Để họ đói 3 ngày, cắt lương 3 tháng của họ. Triệu công tử không bỏ tức, đừng để họ ra. Dân, dẫn người phụ nữ đó lên. Người phụ nữ đó chạy rồi. Cái gì? Chạy rồi, phế vật. Còn không mau đi bắt lại. Dân, quay lại đây. Triệu công tử, có cần bảo họ đưa cậu tới bệnh viện khám không? Tôi đưa cậu. Không cần, anh đi, cậu ấy kêu tôi đi. Tạm biệt. Triệu công tử, xin cậu bớt giận. Bớt giận gì chứ? Sắp hết khí rồi. Tôi bớt giận. Ăn. Cảm ơn đại ca. Nào, cảm ơn anh. Hai huynh đệ. Nào, ăn đi. Hai ngày này chịu uất ức rồi. Nào, kính hai người một ly. Nào. Đại ca, anh đừng nói vậy. Cảm ơn đại ca. Một ngày ba bữa, có rượu có thịt, chẳng uất ức gì cả. Cái gì? Đây là hưởng phúc. Hưởng phúc? Trong cục không phát lương. Tôi phát. Không thiếu một đồng. Mỗi người mỗi tháng tôi phát thêm 10 tệ. 10 tệ. Làm ăn với đại ca, có rượu có thịt có tiền tiêu. Nói thật, thật sự không muốn đi. Ở đây tốt biết bao, cái gì cũng không cần làm, lo ăn lo mặc, còn cho tiền. Nào, kính cậu. Cảm ơn anh. Lập Văn, tôi thật sự phục cậu đấy. Cậu so với Triệu Quang Hy còn xấu xa hơn. Đầu tiên phải nói rõ một chút, tôi và cậu ta không phải người một ruột. Đây gọi là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhưng hiện giờ sốt ruột nhất không phải tôi, là Nhược Tư. Người Nhật Bản cướp thiếp Trung Thu từ tay cô ấy. Bây giờ cô ấy rất áy náy, một ngày gọi điện cho tôi mấy chục cuộc, hỏi về tung tích của thiếp Trung Thu. Các cậu điều tra thế nào rồi? Tranh Nhược Tư vẽ cho tôi công bố ra ngoài rồi. Bên cậu thế nào? Tôi đã cho anh em theo danh sách mà tôi cung cấp, theo sát tất cả đặc vụ Nhật tại Bắc Bình, bao gồm các giao lộ, trạm xe quan trọng cũng bị chúng tôi khống chế. Lập Văn, còn khó khăn lắm mới làm được sở trưởng.
Thầy, chỉ cần thầy có thể hả dạ, con không cần làm sở trưởng, lập văn, làm khó cho cậu rồi. Có câu này của chị, chết cũng đáng. Cái gì mà chết chứ, đừng nói bậy như vậy.